Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình inbox một cái ghế. Mình thấy cái này cũng khá là tiện. Ghế nằm thư giãn các bạn. Đây, nó hình nó màu đỏ nha. Để mình mua về luôn. 750 nha. Cái này ghế hình chữ S, size nhỏ nha. Đó, mình mua bản rồi là đạp chân, đạp dịch. Đây. Đó. Đây bấm nó chỉ có vậy thôi nha. Đó. Đó, mình không biết là cái này nó sẽ nó thật là bơm biết bao giờ đập. Bây giờ cái này nó bị bự nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái này ra cho các bạn xem nha. Cái này là hàng tặng theo nha. Sản phẩm này thì có cả máy bơm nữa, nhưng mà mình chọn cái này thì máy bơm với cái này chỉ khác có là thêm tiền là thêm cái máy bơm. Đó, nó cũng khá là đạt. Sẽ khui cái này nha. Đó, chưa khui gì hết nha. Trên Shopee thì có bán mấy cái này hết. Cái này tựa giống cái tình yêu các bạn. Nhưng mà lúc đầu mình muốn tìm mở ra kiểm tra. Nhưng mà đó, nó chỉ có như đây thôi. Được chưa? Rồi mở ra luôn. Tại vì cái này lúc đầu mình muốn tháo ra kiểm tra, nhưng mà người ta nói tháo ra mình sẽ không nhét lại được. Trong cái này nó có cả một cái này chắc là tiếp keo, vì là hai cái miếng dán nè, mà không biết miếng dán này để làm gì. Đó. Này quàng bên luôn. Đây. Quàng bên nha. Đó là cái phần quan trọng. Bằng giấy nha các bạn. Đó. Cái này là chắc là lỗ bơm nè. Nhưng mà mình chưa biết cái cơ cấu của này bơm như thế nào nha. Đó. Dài nha. Ui, nhưng mà khá là dày nha. Cái này dày lắm, không ổn luôn nha. Cái này chắc bịt lại nè. Bịt lại bơm thôi, nhưng mà mình nói thật là mình chưa biết cái này nó bơm như thế nào luôn á. Nó đưa cái này có một tẹo vậy nè. Nhưng mà bơm thì làm sao bơm. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một thứ ra để mình test thử luôn. Đây các bạn ơi. Mình chơi với cái này mới được, chứ còn cái kia thì mình chịu. Cái kia đạp biết bao giờ xong. Mình thấy cái này luôn cho nó rác nha. Đây. Đó. Cái này bơm mới kịp, chứ còn cái này bơm biết nào xong. Nhưng mà mình vẫn không hiểu được là cái này nó sẽ... À, cái này là nó bịt lại á các bạn ơi. Bơm vào đây nó sẽ bịt lại á. Chắc là phải gắn vô vậy nè. Đó. Yeah, dày nha. Nhưng mà mình vẫn thấy nó có đốm 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 trắng trắng, không biết là do kiểm hay sao. Cái này kiểu ấy lắm. Nhưng mà mùi mũ mới. Mới lắm. Bây giờ mình sẽ tiến hành bơm thử luôn nha. Bơm luôn cho các bạn. Chắc mình thấy mình cũng mừng tượng ra rồi. Chắc phải bơm cái này á, chứ còn cái kia thì chắc không, mình thề luôn là không biết làm sao mà để bơm được cái này to phồng lên nữa nha. Chắc phải bơm vào cái này. Vậy cho nhanh. Phải đây. Đây. Sau khi bơm mà nó thành như vậy các bạn.
vậy. Tháo ra nó cũng khá là to, nhưng mà cũng khá là êm. Đây, êm nha các bạn. Không biết mình phải bơm càng hay không nhiều. Uầy, xịn xịn xịn. Êm lắm nha các bạn. Da này mình thấy là nó khá là chắc nha. Chắc mình sẽ cần bơm thêm một tí nữa cho nó cứng cứng thêm một tí nữa nha. Phải. Hai. Uầy. Đây cho các bạn xem này nha. Đó. Nó là như này nha. Đó. Các bạn thấy không? Nó khá là to, nằm cũng khá là êm các bạn. Êm lắm. Ui. Ui. Êm lắm nha các bạn. Ơi. Khá là êm nha. Mua về nằm đọc sách, đọc các thứ cũng ngon lắm nha các bạn. Đấy. Thì theo mình đánh giá là nó khá là êm, dùm dễ mang tiện dụng đi các thứ nữa. Đấy. Mình đã biết cái tương lai nên mình không có dùng cái này. Đây. Cái này mà bơm và cái này không biết chừng nào xong luôn á. Chơi bằng cái máy thổi á. Đấy, bơm một xíu là đầy nha. Đấy, nhưng mà mình thấy do cái này chắc là gọi là hàng rẻ tiền nên mấy cái ren này nó không có đẹp lắm rồi, thấy không? Nhưng mà tổng quan thì cái này cũng khá là ok. Chịu được 150kg nha, nhưng mà mình khuyến khích là cái này không nên bơm phòng quá nha. Cái này mà mình bơm phòng quá thì nó sẽ khá là cứng. Nó khi sạc các dây ngang sẽ dễ nổ. Mình bơm vừa thôi. Bơm vừa thôi, tại vì cái ghế này nằm nó êm mà. Đấy, đấy, đấy. Mình vừa móc một cái ghế nằm đọc sách thư giãn nha. Đấy, các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nha.